Xin chào, bạn có biết, có nhiều tòa nhà nổi tiếng trên thế giới hiện nay như phía mặt tiền của Nhà Trắng, Sở Giao dịch Chứng khoán New York, tòa nhà Reichstag ở Berlin đều có thiết kế tương tự với một ngôi đền nổi tiếng ở Hy Lạp. Ngay cả Tổng thống Hoa Kỳ Obama, trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình cũng phải đến đây để được tận mắt chứng kiến công trình nghệ thuật đặc sắc này. Đó chính là đền Parthenon ở Hy Lạp. Tuy nó không phải là ngôi đền có diện tích lớn nhất ở Hy Lạp, nhưng nó lại đại diện cho cả một nền kiến trúc đỉnh cao của Hy Lạp cổ đại còn sót lại. Công trình này cũng được vinh danh là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, được khách du lịch yêu thích. Parthenon là một ngôi đền bằng đá cẩm thạch lộng lẫy được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, tọa lạc trên đỉnh đồi của thành cổ Acropolis ở Athens. Đền được xây dựng trong thời gian 15 năm từ năm 447 đến năm 438 trước công nguyên, với mục đích tôn vinh thần vệ nữ Athena, nữ thần bảo hộ, luôn đại diện cho trí tuệ và chính nghĩa. Đó là ngôi đền lớn nhất và xa hoa nhất mà lục địa Hy Lạp từng thấy. Trong suốt nhiều thế kỷ, đền Parthenon đã đứng vững trước động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, vụ nổ và cướp bóc, nhưng vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ của Hy Lạp và Athens cổ đại, mặc dù bị tàn phá nặng nề. Ngày nay, nó là một trong những tòa nhà được công nhận nhất trên thế giới và là biểu tượng trường tồn của Hy Lạp cổ đại. Công trình xây dựng theo lối kiến trúc Doric, được chỉ đạo bởi chính khách người Athens Pericles. Việc xây dựng Parthenon là công việc của các kiến trúc sư Isinus và Kallikrates dưới sự giám sát của nhà điêu khắc Phidias. Những người xây dựng đền Parthenon đã khai thác 100.000 tấn đá cẩm thạch từ một mỏ đá cách Athens khoảng 10 dặm, với đặc tính tán sắc khi có ánh nắng chiếu vào vô cùng đẹp. Về bố cục, Parthenon được chia thành 4 khu vực chính. Phía trước tiền sảnh, đền với 18 cột ở phía mặt trước, bên cạnh có 17 cột. Và hành lang xung quanh là 46 cây cột lớn. Khi xây dựng Parthenon, người ta ghép các tảng đá vừa khít với nhau như thể là một mà không cần dùng vữa. Đây là điểm đặc biệt nhất của công trình nghệ thuật này. Bên cạnh đó, các khối đá tạo nên công trình đều mang tính duy nhất, không thể thay thế, không thể hoán đổi vị trí cho nhau. Mỗi khối đá đều có một thông số kỹ thuật riêng, sao cho khi ghép lại chúng vừa khít, khoảng hở chỉ ở mức 1/10mm. Vì vậy, nếu chẳng may bị tàn phá thì công tác phục hồi sẽ cực kỳ khó khăn và trắc trở. Ngoài ra, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ngôi đền không hoàn toàn thẳng, các cột đá đều hơi cong và nghiêng về phía trong. Điều này đồng nghĩa với 70.000 bộ phận cấu thành Parthenon đều là độc nhất, với chiều dài 69,5m và rộng 30,5m. Bên trong nội điện có đặt tượng nữ thần Athena được Phidias, nhà điêu khắc nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại chế tác. Parthenon có nghĩa là căn hộ của trinh nữ. Nó dành riêng cho nữ thần Athena Parthenon, nữ thần thể hiện sức mạnh và uy tín của thành phố. Tác phẩm nghệ thuật tráng lệ này cao khoảng 12m. Nó được chạm khắc bằng gỗ và được bọc bằng ngà voi và vàng. Bức tượng Athena mô tả một người phụ nữ được vũ trang đầy đủ, đeo một chiếc khiên bằng da dê. Đáng tiếc là hiện nay bức tượng này đã bị thất lạc. Các nhà sử học biết bức tượng nữ thần Athena trông như thế nào nhờ những bản sao La Mã còn sót lại. Kế tiếp là phòng chứa kho báu và hậu sảnh. Phía trên trần, bao bọc bốn phía xung quanh là những tác phẩm điêu khắc tinh xảo khắc họa chiến binh Hy Lạp cưỡi ngựa chống lại Ba Tư, hay cuộc chiến của Athena, cuộc hành hương của dân chúng Athens lúc bấy giờ để dâng lên nữ thần chiếc cẩm y và vành lá vàng vô cùng hoa lệ. Tất cả các hình ảnh đều được khắc họa cực kỳ tinh tế, rõ nét và vô cùng sống động trên nền đá cẩm thạch quý giá, đàn cừu, xe bò, thiếu nữ. Nếu có dịp du lịch đến đây, bạn nhất định phải xem cho hết các bức họa này để thấy được tài hoa và sự khéo léo của những người thợ cổ đại và âm thầm ngưỡng mộ sức sáng tạo của văn minh nhân loại xưa. Vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, người Byzantine theo đạo Cơ Đốc đã chinh phục Hy Lạp. Họ cấm thờ cúng các vị thần Hy Lạp cổ đại của người ngoại giáo và biến đền Parthenon thành một nhà thờ Thiên Chúa giáo. Họ chặn lối vào phía đông và theo phong tục của Cơ Đốc giáo, buộc những người theo đạo phải vào nhà thờ ở phía tây. Bức tượng khổng lồ của Athena đã biến mất trước khi người Byzantine đến. Ở vị trí của tượng, họ đặt một bục giảng và một chiếc ghế giám mục bằng đá cẩm thạch. Đền Parthenon vẫn là một nhà thờ Thiên Chúa giáo cho đến năm 1458 sau công nguyên, khi đế chế Ottoman theo đạo Hồi chiếm đóng Athens. Người Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đã biến Parthenon thành một nhà thờ Hồi giáo, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nhiều bức tranh và đồ tạo tác của Cơ Đốc giáo. Năm 1687, đối mặt với cuộc tấn công từ Christian Holy League, một liên minh của các cường quốc châu Âu chống lại đế chế Ottoman, người Ottoman đã biến Parthenon thành một kho đạn dược và nơi trú ẩn. Cấu trúc này đã bị bắn phá bằng đạn đại bác và các kho đạn dược của nó phát nổ khiến hàng trăm người chết và thiệt hại lớn về cấu trúc.
Sau nhiều thế kỷ bị người Thổ Nhĩ Kỳ cai trị, người Hy Lạp đã chiến đấu giành độc lập vào những năm 1820. Acropolis trở thành một khu vực chiến đấu và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã dỡ bỏ hàng trăm khối đá cẩm thạch khỏi tàn tích Parthenon. Họ cũng sử dụng kẹp sắt bọc chì để giữ các khối với nhau để làm đạn. Sau cuộc tấn công của Holyrood và nhiều chiến dịch quân sự, đến những năm 1800, đền Parthenon trở thành đống đổ nát phó mặc số phận cho nạn trộm cắp, cướp bóc. Vào đầu thế kỷ 19, Thomas Brucer, bá tước thứ bảy của Elgin, đã dỡ bỏ các bức phù điêu bằng đá cẩm thạch và một số tác phẩm điêu khắc khác và vận chuyển chúng đến London, Anh, nơi chúng vẫn được trưng bày công khai trong bảo tàng Anh ngày nay. Không rõ liệu Elgin có được phép lấy các tác phẩm điêu khắc này hay không, và chính phủ Hy Lạp vẫn yêu cầu trả lại chúng. Ngày nay, đền Parthenon luôn là sự lựa chọn đầu tiên của hành trình ghé đến Hy Lạp. Công trình này là kiệt tác mẫu mực về nghệ thuật, là chuẩn mực cho kiến trúc và điêu khắc phương Tây suốt những năm tháng sau này. Sau hơn 2.000 năm, mặc dù công trình đã bị hư hại và phá hủy rất nhiều, nhưng nó vẫn là niềm tự hào của nền dân chủ Athens, vẫn xứng đáng là công trình kiến trúc đỉnh cao tiêu biểu cho khối óc và bàn tay tài hoa của nhân loại. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.